Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đệ tử. Hôm nay chúng sang nhau chơi vì con tướng Kali nha anh em. Hôm nay là cái ngày cuối cùng luôn rồi đúng không ạ? Ngày cuối cùng của năm, ngày 30. Nhớ ngày sửa ngày xưa. Cái đêm 30 chúng ta làm clip về con tướng Tulen đúng không? Những bạn nào mà thuộc giống như là fan hồi thời xưa, hồi thời sửa của kênh đệ tử thì các bạn sẽ biết về cái clip đó. Clip đó hiện tại nó cũng đã được gần con số là 1 triệu mấy view hay gì đó. Tôi nhớ không lầm là như vậy. Đó là một khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được. Tự nhiên đang chơi cái tất cả các anh em AFK hết luôn, đón giao thừa rồi Happy New Year này nọ, cái kiểu một cái kỷ niệm rất là thú vị và không thể nào quên được trong tôi. Thì có thể nói rằng tối nay có thể là tôi sẽ đăng cái clip con Tulen nữa. Hy vọng rằng một phần nào đó chúng ta có thể gặp được tình huống tương tự như vậy. Nhưng nó hơi hiếm hoi rồi đây. Zenith, cô ta tóc biến rồi rồi, cô ta đang bị dí với ba người. Bởi cô ta ôm trụ rất nhanh, dính phải cái đạn xuyên thấu. Adete tới rồi, sử dụng gió nòm. Có cả cô nàng Vega nữa kìa, rút lui nhẹ nhẹ đi bạn ơi. Quay trở lại trận đánh của chúng ta nào. Nấu sơ qua một tí về con tướng Kali này đi ha. Trong phiên bản hiện tại, tức là beta 19, sức mạnh của con tướng Kali sẽ có một cái sự tinh chỉnh nha anh em. Đó, chúng ta nói ngắn gọn là nó được gia tăng thêm sức mạnh đó anh em. Sức mạnh của nó sẽ được gia tăng chủ yếu về mặt tốc đánh. Ngày xưa ngày xưa, tốc độ đánh chúng ta chỉ là 20m trên giây thôi. Tenax cô ta còn trong bụi, cô ta còn trong bụi kìa. Một phát đánh tường nữa và cô ta gục ngã. Ai hi, một lỗi lầm đến từ cô ta và chúng ta mang về cho mình cái chiến công đầu. Đặt cục sình nữa này nha. Bây giờ thì sử dụng quân đòn màu ấy đang rỉa cô ta. Cô ta lái gió rất tuyệt vời. Đó cũng chính là một trong những cái điểm hạn chế của con tướng Kali này. Murat tới rồi, sử dụng vô anh vực, tiếp cận được một phát nữa. Anh ta sắp có nội tại rồi, bị giật độc rồi. Một phát đánh thường nữa anh ta chém không được luôn. Zina sử dụng kết giới xá lợi. Anh ta đang ném những cái gì đó, cái sâu chuỗi hả ta, đúng rồi, những cái xá lợi. Ném những cái xá lợi và khiến cho anh bạn Murat hoàn toàn không được chơi luôn. Hai ngày rồi không bình luận, bây giờ bình luận lại nó bị ngượng ngượng miệng các bạn ạ. Đặc biệt là hôm nay 30 Tết mà nó nổi cục mụn ngay cái miệng nữa. Đó, đậu xanh đó thì bây giờ cái cách mà mình nói chuyện nó hơi bị lạ lạ một tí. Nó không có nhanh được nữa. Sorry anh em nha. Đậu phộng nó mấy ngày nay ăn bánh mứt này nọ cái kiểu đó. Bây giờ nó nóng trong người, nó nổi cục mụn ngay miệng rồi. Ngay 30 Tết rồi, ngày mai mùng 1 không biết sẽ như thế nào đây. Đang solo kêu cùng với cô nàng Vega. Rất đanh đá nha. Tiếp tục cuộc nói chuyện chúng ta về cái sức mạnh con tướng Kali nào anh em. Thì ngày xưa cái tốc độ đánh của chúng ta nó chỉ là 20m trên giây mà thôi. Và ở phiên bản hiện tại beta 19, Tết đoàn kết, thằng nào ngon nhào vô thì tao chấp hết. Là cái tốc đánh của chúng ta nó sẽ được gia tăng lên con số là 25m trên 1 giây. Vì vậy cái tốc độ ra đòn chúng ta cực kỳ nhanh luôn. Dính phải tháp bướm tha chim gì đó đến từ Vega. Violet cô ta dãnh củ tỏi tại nơi kia rồi. Quay trở lại trận đánh của chúng ta nào anh em. Ú anh bạn Zina còn vỏn vẹn 40% máu mà thôi. Anh ta đang bị quay với hai người và anh ta vẫn đang chống cự tại nơi kia. Đệ tử đang cố gắng trụ đường. Những tình huống tung chim đến từ cô nàng Vega chủ yếu dọn dẹp quái lính mà thôi. Frentino tới rồi. Frentino tích dẫn dính phải tại tiền quân đầu ma quái đang đẩy cô ta. Và Frentino khiến cho Vega phải nằm xuống. Rất hay. Đến từ vị trí của Frentino, đường giữa giao tranh nổ ra. Zina còn có vàng 10 máu, kết giới xả lợi. Anh ta đang xoáy, Murat đang tích nội tại này. Chúng ta đang đặt cục sình ngay tại đây. Anh ta giật bóng luôn về, dính phải cục sình, sử dụng vốn vực. Một phát bắn nữa chúng ta có được địa ngục rồi. Tốc hành đang được mở ra thì chết ba tôi mới hết rồi. Tenax đâu, cô ta chạy, cô ta hết mana rồi. Và đây là double kill. Tôi không nghĩ rằng con số này sẽ dừng lại, nhưng nó sẽ phải dừng lại được các bạn ạ. Trụ nó bắn chúng ta, gió nồm của Anate. Cô ta ôm trụ khá chỉ là tốt, nhưng đây là quân đầu mà quái, cô này dí được không? Ừ, không được luôn. Cô ta lái gió hay quá. Tôi có một lời khen dành cho anh bạn Zina. Anh ta chống cự với hai người và anh ta cốt cái ý chí bảo vệ cái trụ cực kỳ cao. Anh ta đã tạo ra một cái khoảng thời gian đủ dài để cho những thành viên tới. Và đó là một tiền đề cực kỳ quan trọng để cho chúng ta thắng đợt giao tranh vừa rồi. Và double kill mang về cho đệ tử.
Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta nè. Tiên bạn nó mất tiêu hết rồi, họ đang tới kề cái trụ mất đi rồi, không biết tiện trúng đến người chúng ta. Gina làm gì lao vào kết giới xa lợi, chúng ta sử dụng quân đồng mà quái chỉ việc rẻ mà thôi, và chúng ta giết được Tenet luôn. Tràn lên đi nào anh em, Vega tới rồi, thả tim gì đó, thả bướm, thả chim một phát nữa, ăn hàng tá combo nhưng chưa đủ sát thương luôn. Một đánh nó sắp có nội tại kìa, rút lui nhẹ nhẹ đi bạn ơi, và team đệ tử có thể dẫn dắt nhau chạy về thành công. Bá đạo luôn rồi. 5 phút đầu tiên của trận đánh chúng ta cực kỳ xanh xao. Phải nói một chuyện là như thế này, tôi cảm nhận thấy cái sự khác biệt rõ ràng khi mà chơi con tướng Kali này. Đó, chỉ với một chút thay đổi về mặt sức mạnh nó thôi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng cái sự khác biệt và nó mạnh lên rất chi là nhiều. Cái việc tông, cái việc tăng cái thời gian tốc đánh của nó, điều đó nó cũng tỷ lệ thuận với cái việc sát thương chúng ta sẽ được gia tăng hơn, đúng không ạ? Những cái phát bắn chúng ta nó sẽ tiếp cận mục tiêu một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng hơn, và chúng ta có thể tung được rất nhiều cái kỹ năng. Murat chỉ là một tình huống thám thính tình hình mà thôi. Chúng ta đang cố gắng đẩy thế giao tranh tại đường giữa, nhưng team bạn có 3 người, họ quá đông và chúng ta không thể nào làm được điều đó. Nói qua sơ một tí về cái phần combo trận của quân tướng Kali đi ha. Combo trận của Kali cũng khá chi là đơn giản thôi, đúng không ạ? Chỉ cần 1-2-3 thôi. Đó, chiêu 2 chúng ta có thể sử dụng để truy đuổi, để tạo giáp và kết hợp với cái phép bổ trợ tốc hành. Kali thì tôi thường hay sử dụng cái phép bổ trợ tốc hành nha. Anh em cũng có thể sử dụng cái phép bổ trợ là tốc biến nữa, nhưng mà tôi thích sử dụng tốc hành hơn em. Bởi vì khi sử dụng tốc hành như vậy, cái khả năng truy đuổi con mồi nó sẽ cực kỳ cao và bắn cực kỳ phê luôn. Kết hợp với chiêu 2 tạo giáp tăng tốc chạy nữa, và đặc biệt là trong phiên bản này chúng ta được gia tăng thêm tốc đánh nữa, nó cực kỳ tốt và cực kỳ lợi hại. Yuka anh ta định nhảy vào gì đó, dùng luôn combo nè, bắn thẳng mặt anh ta. Anh ta lấy gió, che được lượng sát thương đó. Mất đi 40% máu rồi, một phát chấm nữa mà thôi. Ép cóc anh ta, Zina tốc biến vào combo cực kỳ tuyệt vời. Và trăm trọng lực không có tác dụng gì cả, tạo giáp một phát nữa. Quá hay, quá hay. Một cái tình huống phối hợp combo cực kỳ nhịp nhàng và tuyệt vời. Frentino anh ta định làm gì đây? Anh ta núp lùm mà, anh ta phản công rồi. Anh ta tích chuẩn lên người của Tenet. Anh ta đang được chém, cục sinh của đệ tử được tung ra. Phát đại bác dính phải combo ổn chạm rồi. Frentino anh ta nằm xuống rồi các bạn ạ. Thả tim thả bướm gì đó, một phát gió đơm nữa. Tim bạn đang tràn lên, họ đang quá đông. Quân đoàn ma quái được dùng, ép góc một phát nữa. Ân nhiên của NFT máu chúng ta tụt dần, nhưng không phanh, nhưng chúng ta chạy được rồi. Wow, rất khó. Một đợt giao tranh mà Frentino anh ta bóp giấy đồng đội, anh ta núp lùm tại đây kia. Anh ta chết bà rồi, bánh mì kẹp thịt rồi mấy ông nội. Ép góc thông thành công và bye bye baby. Đệ tử sẽ phải nằm xuống. Không ổn rồi, John đang được bắn kìa. Ép góc một phát nữa, nhưng phía sau Tenet đó chính là đồng đội của ta. Dính phải thả tim, thả bướm, thả chim đến từ Vega. John tóc biến đi, né được lượng sát thương đó. Chối chân một phát nữa không thành công. Rõ đồn, Brentino ta được hồi sinh rồi. Có John ấn rồi, anh ta đang được chém. Ưng nhẹn của Tenet, dính phải thả tim, nhưng không phải CJ. Anh ta chấm dứt lại AT tìm bạn. Người kế tiếp lại, đó chính là Vega. Double kill mang về cho Brentino. Hay quá các bạn ơi. Frenzino là một trong những chất tướng mà trong phiên bản hiện tại nó cũng được gia tăng thêm sức mạnh luôn. Những tình huống mà ta thấy được rằng cái khả năng trốn lùi của những thành viên team bạn là nó chưa cao, khi mà nó bị ám sát gần như là liên tục như vậy. Frenzino anh ta có một cái xu hướng là xu đầu vé tất cả những thành viên team bạn, cho dù họ trốn lùi cỡ chừng nào đi chăng nữa, thì anh ta luôn dồn tất cả những thành viên tiên bàn vào một cái lỗ dồn, và bắt buộc những thành viên tiên bàn sẽ phải bị dồn vào một cái lỗ. Đệ tử quân đoàn mà quái lên Yuka thì phải bài em yêu. Không một đối tượng nào có thể chịu nổi một combo cực kỳ thốn lùi như vậy. Khi mà chúng ta đã giết được 5 mạng rồi, phút thứ 8 rồi, chúng ta đang là người xanh xao nhất trận đánh này. Tiên bàn họ đang tổ chức giao tranh, họ đang ăn cho mình con rồng lộn. Zina về đi bạn ơi, con rồng lộn có giá trị không cao trong cái phút thi đấu thứ 8 này. Chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều. Điều quan trọng là có được mạng. Murat lao tới, bôn vực rồi. Con chim bự chà bá của Violet đang phát huy được tác dụng đó. Cô ta vẫn đang nhào lộn và double kill. Phải nói được rằng những đứa nào mà nó có con chim bự chà bá nó cực kỳ lợi hại luôn. Và Violet của ta là một minh chứng cực kỳ rõ ràng cho vai giao danh lúc nãy. Cô ta mang về cho mình một cái double kill rồi. Yuka nữa rồi nha. Ăn nguyên combo thẳng mặt đi nha em ơi. Anh ta sử dụng trầm trọng lực nhưng không hề si nhê luôn. Đó, như tôi đã khẳng định chắc nịch lúc nãy, Kali nó quá xanh rồi. Và đặc biệt là nó được tăng sức mạnh nữa. Nó sẽ thực sự trở thành một nỗi ám ảnh của tất cả những thành viên tiên bàn. Và khi nào chúng ta sẽ lựa chọn cái chất tướng Kali ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn chất tướng Kali trong trường hợp chúng ta thấy được rằng tiên bàn có những nguồn sát thương chủ lực mà theo cái kiểu cái khả năng cơ động không có nhiều các bạn. Cụ thể như sau, là tiên bàn có cần tướng Tenet nè, có Vega nè, đúng không ạ? Những chất tướng mà cái khả năng bay nhảy của nó là hoàn toàn không có, chỉ có thể chạy thoát được nhờ phép bổ trợ tốc biến. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà anh em mang con tướng Kali vào là nó hoàn toàn hợp lý.
và hoàn toàn thích hợp cho một đội hình như thế. Anh em mình sẽ cùng nhau nói sơ một tí về phần bản ngọc chuẩn của tướng Kali đi ha. Kali là một cái kiểu chức tướng mà tôi sẽ lên bản ngọc gì sao? Ngọc đỏ tôi lên công phép, siêu nhấp phép, ngọc tím tôi lên công phép, hút máu phép, cuối cùng là ngọc lục thì tôi sẽ lên 5 viên giả ma giang hồi chiêu. 5 viên còn lại là tốc đánh và công phép. Một bản ngọc mà nó cực kỳ mạnh của con tướng Kali này luôn. Lúc nãy tôi thấy được một cái pha thể hiện tỏa sáng của cô nàng Violet khi mà cô ta chiếm bu được con chim bự chà bá lần này. Chúng ta cũng sẽ bắt chước cô ta có được con chim bự chà bá. Violet cô ta bị lộn vào nồi rồi. Cái kết của cô ta khi mà một đợt giao tranh không có con chim bự chà bá anh em ạ. Về đi bạn ơi, hơi bị nguy hiểm rồi đây. Team bạn đã mất tiêu hết rồi. Họ đang nằm ở một thế thường vong. Xina, anh ta tốc biến đập thẳng mặt vô tường rồi. Anh ta đây có đánh chạy, lệnh bài phòng thần được đổ ra. Một pha ổn chạm nữa, chúng ta ở phía sau. Chúng ta đang rỉa, tiếp tục gió nồm. Một pha địa chấn đến từ tà thần xảy ra. Chúng ta rỉa và chúng ta giết rồi anh tê luôn. Wow, rất may mắn là nhờ con tà thần xảy ra nó đập một phát nữa. Một tình huống ổn chạm chết tầm nhìn đến từ Murat. Team bạn đang ăn con tà thần hay chăng? Câu trả lời là không. Tại đường giữa có hai người, máu họ không còn nhiều đâu nha. Rỉa một phát lên dĩa luôn. Sát thương khủng vậy sao? Một cục xình mà thôi, giết được luôn cả con nàng Vega. Wow, quá ghê. Đúng là khi con tướng Kali này, chúng ta có được con chim bự chà bá, cũng giống như là chúng ta lên được cái trường băng khả năng làm chậm. Và công phép của chúng ta là nó vô cùng thốn các bạn ơi. Tin tôi họ đang muốn ăn cho mình con rồng lộn. Đây là con rồng lộn phút thứ 11. Chúng ta hoàn toàn có đủ căn cứ để có thể ăn được con rồng lộn đó. Khi mà team bạn mất đi một người rồi, mất đi hai người, cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của team bạn là chưa cao. Chúng ta có đủ sức để có thể ăn được con rồng lộn hay không? Tin chắc là có anh em ạ. Khi mà tại nơi kia có hai xạ thủ, con rồng Skydust đầu tiên phút thứ 10 đã thuộc về chúng ta. Quyền năng hắc ám thuộc về anh bạn John luôn rồi. Đánh nào đây này, có 3-4 đứa hỗ trợ anh em nào. Đến ngay đây, chúng ta vẫn còn cái phép hỗ trợ tốc hành nhá, không sợ giống đất gì cả. Yuka anh ta lao vào bằng pha trầm rồng lực và tiếp tục Rentino có được địa băng ngục rồi. Tại nơi đây dùng luôn quân rồng mà quái, 3 đứa lên dĩa luôn rồi. Chúng ta có đủ khả năng để chấm dứt trận đánh này hay không đây? Khi đường giữa anh bạn Murat đang cố gắng trụ đường và anh ta dọn dẹp được đường giữa đó, nhưng đường trên Zina đang đẩy, Zina đẩy vào cái trụ cuối cùng của những thành viên team bạn rồi. Murat đến hỗ trợ đây, một tình huống solo kill với anh bạn Zina, nhưng Murat làm gì có đủ tuổi để có thể chơi với ông già Zina. Wow, rất hay, đến hỗ trợ đây. Còn tốc hành bạn ơi, phá mấy con quái này cái. Ok con dê, đẩy luôn nào, chia ra để trị nào. Những tình huống solo kill với anh bạn Murat, nhưng Zina vẫn full, vẫn đầy máu. Nên nhớ đây là một Zina không phải bình thường, mà anh ta đang lên full tăng các bạn ạ. Chính vì vậy mà khả năng chống chịu của anh ta là cực kỳ ghê luôn. Phá con quái này cái. Đối với cái việc đối đầu với anh bạn Murat này, chúng ta cần phải khóa quái nha. Một phát bắn nữa mà thôi, công phép là quá nhiều đi. Bật luôn quân bòn qua quái, rỉa anh ta từ phía sau. Chết bà rồi, dính phải ta tìm Rentino đang núp bụi. Anh ta sắp lao ra rồi, anh ta lao ra rồi. Và tiếp tục anh ta có được hai địa băng ngục đó đi. Một tình huống núp lùm thần trưởng rất tuyệt vời đến từ Rentino. Vẫn đang liên tục là những pha tích nội tại. Team bạn đang bị dè dặn, họ không dám lấn vào ở sâu. Quả thực là con tướng Kali trong phiên bản này nó mạnh lên rất nhiều các bạn ạ. Mặc dù được gia tăng một tí thôi, nhưng mà tôi thấy được rằng cái công phép, cái tốc đánh của nó bắn gần như là liên tục luôn. Chúng ta luôn áp đảo giao tranh và chúng ta luôn nằm ở một thế thượng phong. Team bạn họ không dám thò đầu ra ngoài. Thò đầu ra ngoài là bị chúng ta rỉa ngay vào luôn thôi. Món trang bị cuối cùng tôi sẽ lên chính là cái cục xanh xanh nè anh em. Tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý đây. Lên cục xanh xanh để phòng hờ cái trường hợp những pha ổn chạm của anh bạn Murat. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là một pháp sư đúng không ạ? Máu chúng ta cũng vô cùng thấp, cần phải cẩn trọng về vấn đề này. Chiến thắng có vẻ như nó đang nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Gấu sẽ là người đầu tiên nằm xuống. Điểm giành tranh chấp bắt đầu rồi đây. Người thứ hai là ai đây? Chúng ta đang lùa bằng quân đồn mà quái và không một đứa nào dám thò đầu ra cả. Valdez bắn như phát đại bác vô cùng tốn. Bắn trụ đi nào, trụ đang bắn chúng ta. Chúng ta có hai xạ thủ. Đường lĩnh siêu cấp thứ hai đã thuộc về chúng ta. ADT nằm xuống luôn. Còn 3 đứa mà thôi, đẩy lên luôn nào. Ứng nghiện của Zena vẫn đang được mở ra, nhưng nói chủ yếu để làm màu cho cái trận đánh này mà thôi. Máu chúng ta vẫn đang rất nhiều. Chúng ta áp đảo về mặt lực lượng, sẵn sàng bay vô màu. Cô ta tốc biến lên, Murat nhảy vào, bắt cái cục xanh xanh. Rất may mắn là chúng ta có cái cục xanh xanh các bạn ạ. Và trận đánh của chúng ta sẽ chấm dứt tại nơi đây. Video này tới đây kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ăn Tết vui vẻ nha anh em. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng giúp anh em leo hạng dễ dàng, đó chính là Hubo. Ứng dụng này có tính phí nha anh em. Hubo, cùng chơi game.
là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào.